Thưa quý vị, vào sáng nay, đoàn lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm viếng và động viên gia đình đồng chí Hoàng Thế Thắng, công an viên bán chuyên trách xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Vào khoảng 19 giờ 33 phút ngày 10 tháng 10, nhận được tin báo có đối tượng Nguyễn Đình Chí, chú xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, có hành vi gây gổ chém người. Đồng chí Hoàng Thế Thắng đã nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp ngăn chặn vụ việc, đồng thời điện báo lực lượng công an xã Hùng Tiến triển khai xuống hiện trường để giải quyết. Khi có mặt tại hiện trường, nhận thấy đối tượng Chí đã uống rượu và có hành vi tấn công một người hàng xóm, đồng thời đe dọa những người xung quanh. Đồng chí Thắng đã tiếp cận, vận động thuyết phục, đồng thời tìm cách ngăn chặn hành vi của đối tượng. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng Nguyễn Đình Chí đã bất ngờ dùng dao đâm vào ngực trái của đồng chí Thắng. Ngay sau đó, tổ công tác công an xã Hùng Tiến đã có mặt tại hiện trường. Đối tượng Nguyễn Đình Chí khóa chặt cửa trong nhà. Lực lượng công an huyện Nam Đàn cũng đã điều động 25 cán bộ chiến sĩ với đầy đủ công cụ hỗ trợ có mặt tại hiện trường. Lực lượng công an đã kiên trì tổ chức vận động thuyết phục và đến 20 giờ 30 phút cùng ngày đã khống chế thành công đối tượng. Đồng chí Hoàng Thế Thắng đã được đi được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chính quyền địa phương và lực lượng công an đang tích cực hỗ trợ, chia sẻ động viên đối với gia đình đồng chí Hoàng Thế Thắng.